Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh YouTube PC Game. Hôm nay tiếp tục đến với tập thứ 2 của tựa game Hát Thần Thoại Ngộ Không. Mời anh em tiếp tục theo dõi cùng với mình nha. Và đừng quên dành chút thời gian để mà like trang YouTube PC Game giúp mình, như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nha. Đây, hai cái này đã đánh ngộ rồi. Này nó khóa. Tăng sát thương cho toàn tấn công đầu tiên. Để lực đi. Hay phết. Khoảng cách lao đến. Hú gậy tăng thể lực. À, có thể vô hiệu hóa đòn tấn công và miễn nhiễm sát thương luôn. Ngon. Gì đây? Tăng từ 1 lên 2 luôn, ngon, tăng cho mình luôn rồi này. Yêu cầu 3 điểm là tăng lên tầng 2. 10 điểm là tăng tầng 3. Đủ. Này có thể tăng defense nhưng là ngược lại nó lại giảm đi cái điểm ấy của mình anh em ạ. Giảm đi cái điểm linh ổn của mình đâm ra mà không đáng. Không có gì để bán à. À đồ hết hàng đéo mua được luôn rồi. Mấy cái này thì chưa tính. Ok, đi thôi. Cái vẻ hình ảnh bị ấy vậy ta. Nè, cảm giác nó cứ giật giật nha. Xuống đi. Chỉ còn ảnh nó nhòe nhưng mà nó đỡ bị ấy anh em ạ. Đấy, mẹ mượt rồi. Bị cái gì giật giật cái ta.
cho nó biết. Thôi không có gì thì lại tiếp tục thôi. Xem mẹ như thế nào này. Linh thư tử. Mẹ sao bò thế. May cái lộn kịp. Ây da. Chó này. Á đồ. Dở rồi. Chơi trên đó miếng. Ấy da. Mít à, mấy chơi chiêu này mít. Gì? Cái anh trò gì đấy? Mày này
cho gì không? Xiao Qiao ni la. Ji ran jie guo le ta, bu fang xian ba zhe li fan ge di er chao tian. Na hei feng guai shang le ling xu zi yi ke jin dan. Ruo shi xun dao ci wu, jiu san mei bai lai yi zao. Kinh vậy, thưởng viên kim đan luôn hả? Cho lượng mấy nguyên liệu rồi mà sao nó chưa cho mình luyện luyện đan luyện thuốc rồi ta? Gì đây? Bích ngẫu kim đan. Ăn rất nhiều sinh lực của đây. Sao mẹ có tí nhiều khỉ gì? Yếu nhất vậy thôi hả? Chẳng có gì. Đồ này chỉ tăng defense là chính. Mình giữ lại mình tăng kinh nghiệm sướng hơn anh em ạ. Để lại bộ đồ cũ tăng kinh nghiệm. Cái mù à.
Cảm ơn. Đồng quốc ác luận luôn, nhưng mà cái kiểu bị phản chấn á khá là quốc lại khác nữa xem. Đúng thiệt, phản chấn. Cái thì nó lại mạnh hơn một cái. Được. Luan. Trong này có gì? Một cái quan tài à? Gì đấy? Linh quẩn với miêu xa. Ào hoài. Mấy cái kiểu phản chấn này khá vui. Với kém bực ra. Mẹ ra lại được không? Cái kẹt mẹ ra đi. Đọc rồi. Nhiên thọ cao là cái gì? Ồ, có được một cái mặt nạ sói. Tăng nhiều sát thương khi mà tấn công kẻ địch gần chết. Cái này cũng tăng lên ổn, bực ghê nhỉ. Đổi cái mặt nạ này cho nó mới lạ tí. Nhiên thọ cao. À, sau khi sử dụng thì tăng nhiều sinh lực tối đa trong một thời gian dài.
Tăng nhiều tức là ý là trong quá trình đó nó vẫn máu nó vẫn tăng lên ấy hả? Nó yêu đen gì đây? Luyện chế nội đan luôn, kinh phết nhỉ. Thằng nào nói đấy? Alo, thằng nào mày tỏ vẻ cao thâm đây? Đủ. Mày tỏ vẻ cao thâm mà đéo dám lò mặt ra. Hello, thằng nào tỏ rẻ mẹ đạo đức đấy, đi riêng biếu mà. Chào anh. Lộ sang có từng gặp được những vũ trụ của cô hồn? Có anh. Linh hồn bất tán, phù ở không trung. 可惜你的葫芦不中用，我这葫芦又认主。哎呀，你这，哎，我有一法，可超度孤魂，归去返真，与你必有帮助。哼哼。 这才像样，不能装天，却可渡人。当去痴念，早入轮回。Bị giật 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 giật. Không lẽ là do mình đang up video hả ta? Giảm lắm mày, lúc trước chơi không up thì nó chơi bình thường. Bây giờ up video mẹ nó có bị giật mic à?继承天命，自是无法回头。你我无非都是这茫茫天地间的蓬草，能往何处去呢？盛景一宿，以彼存之。你已在路上，又如何能停下脚步？只管任性向前，你我。
才会再见。phải thì cứ bị giật 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 điên thế. Linh hồn kia là lấy ở đâu nhỉ? Tăng nhiều phòng thủ và giảm nguyên khí tiêu hao. Nhưng mà dùng như nào? À, RT RT. Nó phải đèn trong quá trình up video mình chơi cũng bị ảnh hưởng anh em ạ. Ơ, thanh niên kia đâu rồi? Cho mình học cái chiêu u hồn gì đó cũng được hết. Né té ra là do quá trình mình up video cho nên nó lắc. Mẹ lực rồi. Ê da. Này có rồi. Dạ. Kéo cái cần cái mà nó đi nhanh quá. Đây đây cái thằng vừa nãy.
Mày sao đâu gặp cũng linh hư tử vậy? Xà tuần ti một câu chuyện khá hay. Gì đây? Mẹ đù. Sốt ngay đi đường nào. Chưa chết luôn. Hello. Động mini rồi, cái này động động mini có bot rồi. Tối.
tin nào là ngăn độc á, độ chướng tán, đúng rồi, lập tức phá giải trạng thái chướng độc, tăng kháng độc luôn. Tiên sư mà cái gì còn chặt được phát ở đây con. Ui cái đấy chạy được không, chạy không được rồi, con chết rồi. Chạy được rồi, lỡ nó quất luôn. Dạ đâu có đâu, thấy làm gì bố, không có không có. Dính hai con khó đánh quá. Coi lại coi, hỏi mẹ coi có lấy không bố. Cho con lấy nó làm gì, ba cái dây thì con nhiều lắm, đâu có lấy làm gì bố. Ba cái dây đó con thiếu gì đâu mà. Được một cái nồng nọc. Nãy thấy có đóa hoa nào đâu đây. Nó hẹ gì đâu đây mà ta. À, trong quá trình đánh nhau là cái bình máu này nó vẫn có thể hồi được cái này mà. Được phép. Chỗ nào vậy? Để biết đi đâu luôn. Chỗ này chỗ nào nhìn quen thế. Ờ mẹ lên đây là tịt đường ở đây. Lên đây tịt đường nè. Chắc rớt xuống đây hả? Nó có mấy bộ xương ở dưới mà nó chưa thành hình người. Toàn nhé con. Ừ.
giá mít rồi. Cái gì vậy? Này cứu đâu quái hả? Ê. Ơ kẹt rồi. Vậy anh ơi, đi kiểu gì lại lọt vô cái mảnh rừng này, không hiểu kiểu gì. À, đây là đâu, tôi là ai? Mày dậy đi mày ơi, cái bộ. Dậy. Nó đông quá. Mũi thì đâu đông vậy. Lắm thế nhỉ. Dậy đi mày. Dậy 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 dậy. Điểm danh rồi, điểm danh. Lắm thế nha. Ây da. Chết gì tụi dòng cho mệt. Rừng này không có cái gì ăn nè. Vậy anh ơi, vậy điểm danh. Bút mẹ cho nhanh. Để điểm nhanh anh ơi. Có một đường lên núi, một đường xuống núi. Không biết cái đường nào mò.
Không, cái đường này chắc đường đi rồi, đi lên núi coi. Hút cái này đầy máu luôn này. À, cái đường này đường hồi nãy mình xuống đây. Tuyệt hảo. Ok, đi đúng đường rồi. Bên này còn đường không ta? Chỉ có quay lại mò một tí với mất công lại quên đồ gì. Ơ, anh kiếm danh à? Kiếm danh sớm đi chứ anh. Có cái đường đi lên đây không biết đường gì đây. Đây lại có cái đường cục. À, cái đường hồi nãy mình xuống rồi mà. Hồi nãy mình nhảy xuống. Ok, hết rồi đấy. Đi thôi. Khó đi mò mò sàng sàng tí chứ. Anh em lại kêu là mẹ đi ẩu quá, bỏ sót đồ tùm lum. Gì nữa đây? Sơn, mày ngu này. Ấy. Giờ đi đâu? Đây, 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 đây có đường. Đấy, nó cứ bị giật giật cái hình ảnh bực quá. Nó lại gõ chuông à.之后山传来的怨气似乎更重了一些。
算了算了，别想那么多做甚？现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气，把他们收拾干净吧。 Ừ hứ. Anh ta dẹp hết. Giật bực quá. Làm trò gì đấy? Ôi rồi hề vậy. Học cái này lại hay hơn. Giọng một cước muốn xịt luôn. Tăng phát nữa. Định thân ngay lúc mà nó đang xuất chiêu. À, ngón kéo dài khoảng cách được hết. Nâng lên 3 cấp mà phang cho thì thôi. Hộ thể này mua 2 hết luôn à. Cái gì đây? Lạc già hương đằng. What the hell? Nâng cấp hồ lô. Nâng sao anh ơi? Nồng nọc.
cất giữ cẩn thận nó sẽ hữu dụng. Hữu cái quần gì, hữu chỗ nào anh ơi? Quản chí, quản mưu. Như còn một thằng quản nữa thì phải. Đã giết người.
Quay lại xem mẹ nên cấp hồ lô được không nào. Lô như nào? Chắc phải gặp cái nhân vật đặc biệt mới chế tạo được rồi anh em ạ. Ok, đi thôi. Mẹ nó vẫn cứ bị cái giật giật, mẹ sai lầm ấy, cái đang chơi mẹ up video khá là chật vật. Đây có gì thế? Cái này có cái đình hay cái gì ấy? Quấn hụt này. Gì đấy? Nghe xào xào sợ yêu, bú quả. Sữa tải dùng lại phao chiếu, đó là chinh rửa chế tố đất gia phẩm. Ở đâu ra đây? Lại lại lại, chào lão đi, đi bên chiếu, đi bên chiếu. Ơ, sao lại được yêu lan nữa cái này? Đảm trung nhân, đảm trung nhân. Còn tửu liệu nữa. Qua lượm cái thùng nữa. Gì đây? Áp rớt xuống đây được đấy, không phải không? Như nào anh? Chào chào chào. 你这模样多半也是花果山来的猴子，我见得多了，论辈分，你们都得叫我声祖宗。不过算了，谁让我被贬了呢？下界之时拿了不少宝贝，你瞅瞅，可有？ nâng cấp hồ lô. À phải có lạc già hương đằng thì mới nâng cấp được anh em ạ. Từ bơm 4 lần tăng lên bơm 5 lần. Ok. Đa đa đa. Mày có chân xin nó hồ lô có không được. Phải có lạc giải hương đằng thì mới tăng hồ lô lên được. Nâng cấp tiên tử tam đông trùng đéo gì ở đâu ra. Tử liệu nghe cái gì tăng kháng độc
À, uống vô là giảm độc luôn hả? À, bán cho thằng này có vẻ mẹ. Này là cái điếu gì? Ừ, được nè, 2.400 luôn cơ. Mãi mãi suy nghĩ, sẵn đâu yêu chị. Ok, sẵn khoái là chính. Để tăng kháng độc, thay vì tăng kháng độc mình tăng máu mẹ. Mày hay hơn. Chết rồi. 下回试试，一气猛喝几口，没用。扔 xuống mẹ đi luôn, làm biếu với nhau. Giống như chỗ nãy chạy xuống rồi. Ok. Còn đường xuống nữa. Ở trong này tứ thui. Sai lầm đi chơi mẹ up video hay làm gì khác. Vãi cái đáy. Cái kia ngồi nè. Rộng rớn, rộng thế này có khi lại đánh chùm nữa chứ đùa đéo. Chạy đại, hiểu không? Nhìn ở đây. Phong Xi, Phong Xi. Hỡ đế chi xoài. Vương giả bất khả kiến. Lai giả có khả truy. Đéo nữa đây. Ôi giời. Đồ dùng thương luôn trên vậy. Tiểu sư phụ. Bạch y tú sĩ. Thiên sơ y hoàn. Nhi lai ở chỗ tu thân chi địa, đả khai sa giới. Đạo đi. 是何居心呢？你别六根，你不要问我呢。 đừng giỡn anh ơi. Mày nhường của tao này, không kiềm cần đứng hình luôn.
định cho nó phát đứng hình vải cho nó chết cho đẹp mà. Dù thì nguyên hình nữa hả? Có điệp hai ấy à. Đi. Nói dở rồi. Anh có phí phú chứ có. 并非大哥说的那个人。 Phải để dành máu mà chơi hai trận mình tưởng một trận ở dây rồi. Lại chậm hơn nó, mất mẹ luôn cái gáy luôn à. Bật rồi đấy. Nó bỏ ai? Yeah.
dở thì sao quá. Đổi chiêu. Chiêu thì được nha. Anh nện một phát ép chim ngay. Nhìn cái bình kia phí quá. Hết lực à? À, thế là vậy. Sao? Xoay. Nhưng cái kia không được. Dùng cái kia đập đầu mẹ. Dùng cái bị chật cái chạy đi. Để xem nào mà. LT với RT bấm đúng mà ta. Mẹ bị yếu gì bực thế nha. LT với lại LT đúng rồi này, mày bấm yếu là cái chật chật này. À, cái này cũng thích hơn. Bực. Lần này tao quen mày rồi đấy, anh sư mày. Thôi anh ơi, hết lực rồi. Bình tĩnh. Như nào? Ơ, đứng ngó à? Chết bà mày, ngu mày không? Đổi anh. Chết. Má phải hụt à. Được. Nó còn hay hơn mình. Đậu hai lần luôn rồi. Đù. Anh ơi. Giỡn anh ơi.
Ơ, giống là bơm hai lần luôn. Cái bị cú gì của nó quả. Đánh chết mày. Đây. Sơn rùa bù sư. Mẹ được phết nha. Sao sơn. Nào slow bobo đi chứ. Mày gửi ra tới thì cưng má đã hụt rồi đó. Hết lực để quấn được rồi. Đậu căn rồi không vậy? Mày vỡ mồm con. Qua đi. Ơ sao đéo dùng được. Dùng cái chiêu đéo này như nào? Bực mình dùng cái chiêu kia mấy cái bị quyến. Ấy da đủ. Đồ quá thôi xong. Tỉnh lên trai ơi. Làm trò đéo đấy. Mày hả mãi? Mày hả mãi? Sợ tao chứ quan. Quan cái gì? Thua là còn phán cái gì? Đại ca
这才假意踢米云那熊皮，守着后山要道，知君命不好，同病亦同忧。老娘，观音禅院是烧没了，可那长老的冤魂没有散，贪根不拔，枯树常在。要的东西忘了最好。嗯哼，那三口中你可都见过了，旁人念念不忘的也是你所求的吗？中，自那黑风怪回来后，山里便立起了三口红钟，却不许旁人靠近。莫非那三口钟与当年的火烧禅院有关？嗯哼，此人所言不像假话，小猴子你可暗自留心。này âm thầm ở để ba cái chuông hả? Đi đường điếu nào đây?Không động. Ủa, vậy đường hơi này là đường gì? Để đi đường nào cho đúng đây. Vậy phải chui hắt không động rồi, có điếu gì trong này?Thế nó đéo cho mình điểm lưu, rồi mình chơi chuyện này rồi mình đi cái đường nào chứ đúng. Chết dở thì cái gì? Thu thu vậy?Có được con người kìa. Ờ, hai đường đều đi ra ngoài được là cái điếu nào?Chạy vòng mới ra được, ra đường cũ luôn.Phải cái để thôi, cứ đi bên trái trước đi. Chìm luôn, nhờn với anh đừng điếu gì. Ngón gì đây? Thái ức tử kim đan, phương trượng tiên sơnĐế quân tiên đan có thể tăng rất nhiều pháp lực tối đa. Ừ, lại đéo bằng máu à. Ok, tỏa tiền phát nào. Tỏa tiền cái này chắc được một điểm đấy đã. Tiếng 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 tiếng.Bị giật giật bực mình và đái. Do mình vừa để cái chế độ up video, vừa chơi nữa, anh em nó kéo theo hay sao?
biết như nào, hãy cứ bị cái giật cả đuổi bực mình vào đấy. Đó là được một điểm chế. Ở chỗ đầy máu luôn. Phải có một cái đường đi lên. Ê đủ giật cả mình. Hello anh. Ở đây làm đéo gì vậy? Ở đường mít à. Đây anh. Có gì mẹ tới thui cho mình. Chỗ này chắc rớt xuống đây được chứ nhỉ. Chó này ngay thật sự nhỉ. Cái mình tắt đuốc là tao sợ mày à. Rồi đây. Á đủ mít à. Lăn nhà lằn nhằn tao. Nếu mà được cái thui. Ê đủ đi chập rớt mẹ đi. Ê ông không, không đi đường này. Mẹ đường này đường chính rồi. Nhìn cái đường đó là biết đường chính rồi anh em ạ. À. Mẹ né ngay. Quay lại mấy đường kia đi trước. Né gấp, né gấp. Đường này đường chính để đi sau. Vòng qua đây ăn cái đồ, xong rồi đi ra khỏi động này vòng qua bên kia luôn. Đường chính là cứ để đó, đi sau. Ôi em ơi, alo. Ừ. Mẹ nó cũng ra đây là sao ta? Thấy có hai cái hẻm rõ ràng mà. What the fuck? Có một đường chứ mấy, mẹ mình tưởng hai đường. Vãi tên đoạn. Xíu mình đứng hai đường. Mát mà ảo quá. Đi đường bên này trước anh em ạ. Đường kia nó có cái chỉ dẫn là nhiệm vụ chính rồi. Đi đường này thôi. Đủ lại gặp châm nữa rồi. Ôi từng con một đi anh ơi. Mình phải xếp hàng nhé. Hàng anh ơi. Xếp hàng, mình xếp hàng thôi, mình lịch sự. Còn con người đâu? Quánh sang tới sang lui gì bay. Ơ có đứa nào treo cổ kìa. Có thằng niên nào treo cổ ra vậy? Ơ niên nào đây? Sói hay gì á? Sói anh em ạ. À.
cái gì từ từ nói, làm gì phải vậy? Có thanh niên chơi cổ đây mới đỉnh. Ơ mẹ nó, có mỗi cái chuông lại gõ. Thanh niên nào chơi cổ đây? Wow, cảnh đẹp phết. Gì đây? À, đây là giống như một cái gọi cái kiểu một ảo cảnh. Cái đứa nó đang đứng đâu mà đánh chuông cái ra đây luôn vậy? What the hell? Đủ như thế nào tự nhiên vô cho đánh chùm luôn này, cái đứa nào? Ơ cái này vô cho lượm đồ không thì ngon. Nam Hải Niệm Châu giáp tay. Cái gì đấy, đủ gặp Phật luôn kìa. Ôi giời ơi thật chứ. Được một món à. Phòng thủ tăng 10 luôn. 57 cộng 5. Hấp thu quỷ hỏa. Này là cái đất gì? Chế tạo binh khí luôn, kinh vậy. Ok hết rồi, qua gặp ông hòa thượng kia thôi. Nói đừng nói quánh nhau nha. Nói cái đó cái miếu mà. Thì là miếu mà. Này, có gì anh bảo em tiếng Anh. Chế tạo đồ này ngon phết nha. Chế tạo như nào? Ờ đỉnh vậy. Ngọc tùy nha, tinh thạch bình ổn. Làm khoát tấn công lên 40 luôn. Tăng đi phải tăng áp tắt nhưng mà là giảm cái gì á, giảm bạo kích 2. Cái này nó khóa mẹ nếu trong chế tạo.
đồ ở dưới nước thì tăng tăng hồi máu nhanh hơn. Có được bộ đồ mới nhưng mà không ấy lắm. Nhìn cũng được nha. Cánh độc giảm phòng thủ, tăng kháng độc, tăng phòng thủ. Cái này nó lại không có cái kiểu full trang bị thì sẽ có cái tính năng đặc biệt gì đấy nha. Thể giờ có rồi nè. Nãy nhưng mà mắc nha. Tăng tốc độ hồi phục thần lực. Giờ đi đâu anh ơi? Cửa sau đi. À đây. Ờ. À đồ. A Di Đà Phật. Này sáng khẩu hồng trung, trung y xiang la. Thu er men, yu yu wai mei de lao ye men guo lai la, gei wo dai xin bao bei la. Giống gì? 我看不见样貌, 但我能闻到那股骚味。 我的一个mặt, 莫非是你? 你回来了! 定是你把那袈裟藏起来了! 快还给我! 我走向你有人的? 哎呀，没，没呀没。 mấy anh làm gì đây? Ấy da. Ấy. Ồ mày. Chết mày. Gì đây? Ở dưới phò phò hả? Đéo rồi đấy. Đéo khóa được nó luôn này.
Mẹ làm gì? Niềm kinh ở dưới đà. Mình đứng mình chơi à? Thấy nó hồi máu tiếp tục. Như thế nào? Tao đùi ý đó, sai hoài. Dạ? Ok, tiếp tục nè. Mày đen quấn ngon. Ây da đủ. Ây da đủ. Em ơi. Mình tưởng là chặn đứng nó rồi là nó không chưởng được cho ai, ngờ đâu vẫn dính chưởng nè. Được đấy, tao nhớ mày. Cắm đầu ngay giữa luôn. Ý đầu chưa kịp bơm máu luôn. Bình tĩnh, bình tĩnh. Hơi gấp rồi. Mẹ mới vô bị nó chưởng cho phát nửa cây máu. Cay quá, đế thèm bơm máu luôn anh em ạ.
道。哎，nhường của tao này, thế lại bắt đầu bơm máu rồi. Đâu? Đánh nó như nào? Không đánh được. Tao ngu lần đầu là cái lần lễ lần sau ngu nữa. Mẹ nó mình toàn bị lộn. Cái nửa bên máu mà nó gõ cái bon cái đi luôn à. Cây của nó lấy. Tiên sư. Căng nó chửi một toàn hụt. Cây mình nó lấy thằng chó. Ừ. Cái đồ như quánh đi. Mấy này hồi máu anh em ạ. Ngon. Căn toàn mít tức cứ mình để có cái chiêu nào rơi trên cao nhỉ.
xúc với nó là được. Mình căng cái này mình bật quá luôn. Máu nào đánh đậu đó mẹ nó nhục. Mình cứ bị né gấp à, bực ghê. Mấy đúng là càng gấp gáp thì càng mau. Hết lực anh ơi, bình tĩnh. À, hết lực nhanh quá. Né đâu rồi? Tí nữa thì hư rồi.
Ê, thanh niên kia bậy. Đất mẹ. Hết lực cũng nhục lắm. Mẹ. Đi chứ đừng đòi gì nữa không chết. Anh lần này không bơm một giọt máu nào. Chơi chiêu quá chuẩn, không có chiêu nào hit hết. Câu chuyện về Alcacia này khá hay đấy chứ. Ok, vậy là xong cái ảo cảnh này rồi. Xém chút nữa là mà bỏ qua cái ảo cảnh này rồi anh em ạ. Đứng lắc như vừa đánh chuông xong mà vô ảo cảnh luôn. Ờ. Tao bay màu luôn rồi. Tịch hỏa cháo. What the hell? Pháp bảo luôn. Ờ sao lại đổ? Đại sư từ Quảng Mộ Thiên Bằng nơi đó chia lại cái thần khí, cư nhiên vẫn còn ở đây. 想必是超度的那个人了。缘起缘落，只因多看一眼。天色不早，赶紧上山吧。嗯哼。那哪个đứa biết câu chuyện lắm phải đùa. Con gì đấy? Tóc. Ok, quay lại thôi. Hôm nay chắc dừng lại tại đây thôi anh em ạ. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi nha. Vui lòng dành chút thời gian để mà like trên YouTube cho Game giúp mình, cũng như là chia sẻ video tạo điều kiện cho mình nha. Này, bây giờ kiếm chỗ lưu để tiếm nhớ ở đâu mới mệt này. Quay lại chỗ kia thì lâu quá. Mệt cay thật. Ráng đi thêm chút nữa là mất thêm thời gian. May là nãy mình không lưu cho nên nó cũng đỡ quánh lại mấy thằng này. Cái hồi lưu mà quánh lại mấy thằng này mất công. Trước có địch hả? Địch thiệt. Hai thằng luôn, mình giết hai thằng này xong rồi mới lưu được. Sợ như cưng. Lao,
là một bài quyền là hai thằng đi hai con cóc ké liền. Ok, có điểm lưu rồi, tốt quá. Dừng lại tại đây thôi anh em ạ. Chế tạo gì nữa đây? Lại có chế tạo trang bị à? Cái mặt này đẹp phết nha. Tăng phòng thủ với lại hỏa kháng hỏa luôn. Cái này dịch là kháng hỏa hay hơn là hỏa kháng. Ok. Yếu mẹ nó cầm ti rồi. Yếu cầm ti nhiều lắm. Một điểm hả? Ok, chào anh em nhé. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.